câu vô là cái ngữ như mày chắc không làm được gì đâu, tức là có nghĩa là cái tính tình của mày thì sẽ không làm được cái này đâu. Ai vậy? Trời ơi. Không không, cái này em biết. Ơi đấy. Trong nghề piano là gì hả? Ý có phải là cái ông piano gì cho nó banh đúng không? Cái gì chắc anh ơi? Hả? Quan hệ. Đúng không? Là kiểu không phải, ý là kiểu bestie với nhau, bạn thân đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Làm nương người ta hay vậy nè. Đúng không? Tưởng vậy chứ. Đúng không?